Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tái khởi động chiến dịch tranh cử vào tuần tới sau khi hoàn thành thời gian cách ly do mắc COVID-19. Trong một bài phát biểu trên kênh truyền hình MSNBC, người đứng đầu chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden, bà Jen O'Malley Dillon cho biết, ông Biden quyết tâm giữ chức vụ tại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ hai, Bất chấp sự căng thẳng ngày càng gia tăng trong Đảng Dân chủ về vấn đề tuổi tác và sức khỏe của ông. Bà Jen O'Malley Dillon khẳng định rằng ông Joe Biden quyết tâm đánh bại ông Donald Trump hơn bao giờ hết. Tổng thống Mỹ Joe Biden được xác nhận dương tính với COVID-19 khi đang trong chuyến vận động tranh cử ở Las Vegas ngày 17 tháng 7, sau khi ông có các triệu chứng nhẹ của bệnh này. Theo thư ký báo chí Nhà Trắng bà Karin Jean Pierre, đây là lý do ông chủ Nhà Trắng không thể phát biểu tại một sự kiện đã lên lịch từ trước. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố rằng ông sẽ tiếp tục chiến dịch tái tranh cử, bất chấp sự kêu gọi của 8 thành viên Đảng Dân Chủ trong Quốc hội, yêu cầu ông dừng lại vì lo ngại rằng việc ông tiếp tục sẽ khiến đảng phải đối mặt với hậu quả nguyên trọng trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11. Hơn một phần 10 thành viên Đảng Dân Chủ trong Quốc hội hiện nay đã công khai kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden từ bỏ chiến dịch tranh cử sau cuộc tranh luận trực tiếp với đối thủ là ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Sự chia rẽ giữa các đảng viên đảng Dân Chủ đi ngược lại hoàn toàn với tình hình tại đại hội của Đảng Cộng Hòa ở Milwaukee. Sau vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump, Đảng Cộng Hòa đã thể hiện sự đoàn kết chưa từng có. Khi tất cả đều đeo băng tay để ủng hộ ông Trump, người đã được Đảng Cộng Hòa chính thức đề cử để tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Cho đến nay, đã có 31 trong tổng số 264 đảng viên Đảng Dân Chủ tại Quốc hội lên tiếng công khai kêu gọi Tổng thống Joe Biden dừng chiến dịch tranh cử của mình. Đảng Dân Chủ ngày càng lo ngại về khả năng chiến thắng mạnh mẽ của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11, có thể dẫn đến việc ông Trump và các đồng minh của ông không chỉ giành quyền kiểm soát Nhà Trắng mà còn đạt được đa số trong cả hai viện quốc hội. Mới đây, ông Donald Trump đã tưởng niệm để nhớ đến nạn nhân trong vụ ám sát hụt tại một sự kiện vận động tranh cử tại bang Pennsylvania. Tại đại hội toàn quốc của Đảng Cộng Hòa vào ngày 18 tháng 7, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ lòng tiếc nuối về sự ra đi của Corey Comparator, người đã thiệt mạng trong vụ ám sát hụt ông Trump. Ông Trump đã trình diễn trên sân khấu bộ đồng phục và chiếc mũ bảo hộ của lính cứu hỏa Comparator. Sau đó, ông đã hôn lấy chiếc mũ và kêu gọi khán giả dành thời gian để tưởng niệm về Comparator. Corey là một người đội trưởng lực lượng cứu hòa được mọi người tôn trọng. Anh ấy đã hy sinh mạng sống của mình, làm lá chắn cho mọi người khỏi những viên đạn. Anh ấy đã lao thẳng ra phía trước và bị trúng đạn. Đúng là một người đàn ông tuyệt vời. Corey Comberator, 50 tuổi, là một khán giả tham dự meeting tranh cử của ông Trump tại Butler, Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7. Ông thiệt mạng khi lao vào che chắn cho người thân trước phát đạn của tay súng ám sát hụt ông Trump. Bà Helen Comberator, vợ của ông Corey Comberator, đã từ chối cuộc gọi của Tổng thống Joe Biden và giải thích rằng bà không muốn nói chuyện với Tổng thống ở thời điểm này. Đồng thời, bà cũng cho biết chồng bà là người cuồng nhiệt ủng hộ Đảng Cộng Hòa, vì thế bà ủng hộ ông Trump và sẽ bỏ phiếu cho ông ấy. Tuy nhiên, bà cũng không có ác ý gì với ông Biden. Theo các phương tiện truyền thông Mỹ từ ngày 16 tháng 7, ông Trump đã liên lạc và nói chuyện với một thành viên trong gia đình ông Comperator. Trong cuộc meeting mà ông Trump bị sát hại hụt, hai người khác bị thương là David Dutch, 57 tuổi, và James Copenhaver, 74 tuổi. Cựu Tổng thống Mỹ cho biết các mạnh thường quân đã ủng hộ một khoản tiền lên đến 6,3 triệu đô la Mỹ cho các gia đình nạn nhân và số tiền này sẽ được chuyển đến họ. David, James và Corey là những chiến binh. Tôi tin rằng gia đình các bạn sẽ luôn tự hào. Sau vụ ám sát hụt tại một sự kiện vận động tranh cử ở bang Pennsylvania, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cử tri và nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa. Ông Trump đã xuất hiện tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa với một bên tai bị băng bó và ngay sau đó, hình ảnh này của ông Trump đã nhanh chóng trở thành xu hướng thời trang mới nhất. Trong ngày 15 tháng 7, ngày đầu tiên của Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng Hòa tại bang Wisconsin, cựu tổng thống donald trump lần đầu tiên xuất hiện công khai sau vụ ám sát hụt với bên tay phải bị băng bó. ông trump mặc bộ vest xanh và đeo cà vạt đỏ đặc trưng, mỉm cười và vỗ tay khi các quan chức, khách mời và những người khác lên sân khấu để phát biểu tại đại hội. ông trump bước vào khu vực ghế vip của đại hội, giơ nắm đấm lên trời, thể hiện sự kiên cường dưới sự phấn khích, hò reo của hàng nghìn người trong hội trường. Đến ngày 16 tháng 7, ngày thứ hai của đại hội, nhiều đại biểu và người tham dự đã chụp hình với đủ loại băng tài tự chế, từ giấy xếp lại hoặc là một miếng băng dính. Theo hãng tin Reuters, các cử tri cho rằng đây là hành động thể hiện tình đoàn kết với ông Donald Trump. Theo các cử tri tham dự đại hội của Đảng Cộng Hòa, chiếc băng gạc của ông Donald Trump đại diện cho xu hướng thời trang mới nhất. Chúng tôi đang giúp cựu Tổng thống Trump thiết lập một tuyên bố thời trang mới và chúng tôi đoàn kết với ông ấy vì vết thương của ông ấy. Chúng tôi yêu ông ấy. Đây là dấu hiệu tình yêu của chúng tôi dành cho ông Trump. Điều này thể hiện sự quan tâm và lòng biết ơn của chúng tôi với Chúa vì ông Trump được an toàn. Nếu ai đó phải bó bột thì người đó là chúng tôi. Nếu ai đó phải băng bó thì chúng tôi cũng sẽ làm điều tương tự. Chúng tôi ủng hộ ông Trump 100%. Trong khi đó, kể từ sau vụ ám sát hụt, chiếc áo in hình ông Trump giơ nắm đấm được bán tràn lan trên các nền tảng thương mại điện tử và trên khắp các đường phố của Mỹ. Với 50 đô la Mỹ, những người tham dự hội nghị quốc gia của Đảng Cộng hòa ở Milwaukee, bang Wisconsin, mua được những chiếc áo phông có hình ông Trump giơ nắm đấm lên trời với những vệt máu chảy dài trên khuôn mặt. Chiếc áo này mới được in ra nó đã ghi lại một khoảnh khắc lịch sử của thời đại và bạn biết đấy đó là một niềm tự hào nó cho thấy người lãnh đạo của chúng ta là người mạnh mẽ dũng cảm là một người đàn ông đứng đầu mà đất nước này cần tôi nghĩ hình ảnh mang tính biểu tượng và tôi nghĩ nó thể hiện con người của ông ấy ông ấy bị bắn và bị thương khi các mật vụ đang cố gắng bảo vệ ông ấy và ông ấy đã vươn tay lên và nói với nước Mỹ rằng chúng ta sẽ chiến thắng. Và ý của ông ấy là không phải chiến đấu về mặt thể xác mà ý ông ấy là chúng ta sẽ chiến đấu vì đất nước của mình. Trước đó, sau thời điểm ông Trump bị đạn bắn sượt qua tai, đám đông đã la hét khi cựu tổng thống cúi xuống dưới bục phát biểu và nhân viên mật vụ tràn vào khán đài. Tuy nhiên, chưa đầy một phút sau, ông Trump đã đứng dậy với máu vẫn dính trên tai và má, giơ nắm đấm lên cao và nói với đám đông rằng, chiến đấu. Khi đó, những tràng pháo tay cuồng nhiệt đã nổ ra và đám đông hô vàng tên nước Mỹ. Bức ảnh về phản ứng thách thức của ông Trump đã được công bố trên toàn thế giới và bắt đầu xuất hiện trên các mặt hàng, trở thành một biểu tượng khác của sự thách thức và chiến thắng trong phong trào Make America Great Again, tạm dịch là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại nhiều thành phố lớn của tây ban nha đang phải đối mặt với tình hình thiếu nhà ở xã hội trầm trọng số lượng khách du lịch tăng cao trong những năm gần đây đã gây sức ép lên giá nhà và nguồn cung nhà khiến chi phí thuê nhà ngày càng đắt đỏ thậm chí có những người trở thành vô gia cư vì không còn khả năng chi trả tiền thuê nhà Ông Carillo, 62 tuổi, đã chuyển lên thủ đô Madrid của Tây Ban Nha để tìm cách chữa bệnh ung thư vòng họng. Nhưng ba năm trôi qua, ông phải ngủ vất vưởng tại kho chứa đồ của một nhà hát do không có tiền thuê nhà. Tuy nhiên, nhờ có sự giúp đỡ của một tổ chức từ thiện, ông Carillo đã có một căn hộ cho riêng mình. Tôi thực sự vô cùng hạnh phúc. Hãy nhìn căn phòng này đi. Nó là của tôi đó. Đêm nay tôi sẽ ngủ say như em bé và có những giấc mơ đẹp. Ông Carillo chỉ là một trong số nhiều người dân thu nhập thấp tại Tây Ban Nha, ở trong hoàn cảnh không có nhà, do nguồn cung nhà ở xã hội khan hiếm và quá tải du khách du lịch bùng nổ cùng chi phí sinh hoạt tăng cao tại các thành phố hút khách như madrid hay barcelona khiến nhiều người tây ban nha đứng trước nguy cơ vô gia cư do chủ nhà đò lại nhà để cải tạo các căn hộ cho du khách thuê ngắn ngày theo chính quyền Tây Ban Nha, tỷ lệ người vô gia cư ở Tây Ban Nha đã tăng 24% kể từ năm 2012. Ngoài ra, khoảng 45% người sống trong nhà thuê có nguy cơ rơi vào cảnh nghèo đói do giá bất động sản cao hơn thu nhập. Đây là tỷ lệ cao nhất ở châu Âu. Mới đây, chính quyền thành phố Barcelona đã thông báo cấm các căn hộ cho thuê ngắn hạn trong vòng 4 năm tới. Bên cạnh việc loại bỏ các căn hộ nghỉ dưỡng, chính phủ Tây Ban Nha đã đặt mục tiêu bổ sung 184.000 căn hộ trong 3 năm tiếp theo để giải quyết khủng hoảng nhà ở. Đồng thời đặt mục tiêu đưa quỹ nhà ở xã hội ngang bằng với mức trung bình của châu Âu.